Quý vị đang trở lại với chương trình Giờ Cơ Sổ trên kênh FBNC ngày 22 tháng 9 và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, tin từ công ty chứng khoán HSC, Tổng công ty Dầu Việt Nam BVOE sẽ thực hiện IPO trong quý tư năm nay. Quy mô chào bán trong phiên đấu giá IPO lên đến 20% tổng số cổ phần lưu hành, tương đương 210 triệu cổ phiếu. Kế hoạch ban đầu của tổng công ty này chỉ là 10% cổ phần, tương đương 105 triệu cổ phiếu. Cùng với IPO, BVOE cũng dự kiến bán 44,7% cổ phần cho một số đối tác chiến lược. Sau đó, chính phủ sẽ giữ lại 35,1% cổ phần. Hiện BVOE đang đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoặc hàng hóa cơ bản trong khu vực và hy vọng danh sách các nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư lớn sẽ được hoàn tất trước tháng 11 tới. BVOE được thành lập vào năm 2008 sau khi hợp nhất Betachim, một công ty con của BVN chuyên xuất khẩu dầu, và BDC, một công ty con của BVN chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm xăng dầu. BVOE chính là doanh nghiệp độc quyền xuất khẩu dầu thô và là doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai tại Việt Nam. Hiện tại, BVOE đang thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN. Thông tin mới nhất về thương vụ IPO của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam EDICO, lãnh đạo Tổng công ty cho biết hiện đã có tới 12 nhà đầu tư ngỏ ý muốn trở thành cổ đông chiến lược của EDICO. Trong đó có 3 nhà đầu tư lớn đã đặt cọc giữ chỗ, do đó EDICO chắc chắn sẽ chọn được nhà đầu tư chiến lược trước ngày IPO vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tương đương 300 triệu cổ phiếu lưu hành, EDICO sẽ tổ chức bán đấu giá 55,3 triệu cổ phần trong đợt IPO với mức giá khởi điểm 18.000 đồng một cổ phần. Bên cạnh việc chào bán công khai lần này, thì EDICO sẽ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 135 triệu cổ phần, tương đương 45% vốn điều lệ. Trước đó, Ban chỉ đạo cổ phần hóa EDICO đã ra những quyết định rất khắt khe đối với các nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược của EDICO. Theo đó, nhà đầu tư phải đặt cọc ngay 20% giá trị cổ phần khi đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, EDICO đã và đang đầu tư nghiên cứu phát triển 11 dự án khu công nghiệp với tổng diện tích trên 5.000 ha. EDICO chính là chủ đầu tư đang quản lý khai thác các khu công nghiệp nằm ở vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp Nhân Trạch 1, Nhân Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ 2, Mỹ Xuân B1, Kim Hoa, Quế Võ 2, v.v. Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành mã là TTF vừa thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của gỗ Trường Thành tại công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành mã là TTI. Tổng số cổ phần muốn chuyển nhượng là gần 1,3 triệu cổ phần, tương ứng gần 69% vốn điều lệ TTI và giao cho tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán với đối tác. Giá vốn ghi nhận cho khoản đầu tư vào đây là 12,57 tỷ đồng. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc cổ phiếu TTF có khả năng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do có tổng số lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 ghi nhận tổng lỗ lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm nay của gỗ Trường Thành là 1.409 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư chủ sở hữu là 1.446 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán cho rằng khoản thu nhập do được miễn lãi vay gần 85 tỷ đồng được ghi nhận vào thu nhập khác là không chắc chắn và không phù hợp với quy định. Nếu khoản này bị loại trừ, tổng lỗ lũy kế của gỗ Trường Thành sẽ xấp xỉ 1.500 tỷ đồng và chính thức lỗ vượt vốn điều lệ. Hiện cổ phiếu của TTF đang thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015 đều là số âm. Thưa quý vị, các phiên giao dịch ngày 21 tháng 9, phố Wall đồng loạt đỏ sàn. Cụ thể thì chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 giảm 0,3%, còn Nasdaq giảm 0,5%. Chỉ số Dow Jones giảm lần đầu tiên trong 10 phiên qua sau khi liên tiếp có những đợt tăng kỷ lục mới. Giảm mạnh nhất trên mã này phiên vừa qua là mã Apple và Procter & Gamble. Trên chỉ số S&P thì giảm mạnh nhất là nhóm công nghệ, viễn thông và hàng tiêu dùng thiết yếu. Còn trên Nasdaq thì mã Microsoft, Amazon và Facebook dẫn phiên giảm điểm. Thị trường ăn mừng quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed chỉ trong 2 phiên ngắn ngủi. Đến ngày 21 tháng 9, phố Wall đảo chiều giảm, phản ứng với khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 12 sắp tới. Tỷ lệ nhà đầu tư đặt cược vào đợt tăng lãi suất tháng 12 lên đến 60% theo số liệu của Bank of America Merrill Lynch. Tâm lý này để nhóm tài chính tăng điểm, cổ phiếu JP Morgan và Citigroup đều tăng hơn 1% nhưng cũng không đủ giúp phố Wall có sắc xanh. Về phía doanh nghiệp, đáng chú ý cổ phiếu Nvidia giảm mạnh nhất trên S&P 500 sau khi CNBC đưa tin Tesla đang hợp tác với hãng đối thủ của Nvidia là AMD phát triển chip trí tuệ nhân tạo dùng cho xe tự lái. Apple giảm điểm trước thềm xuất xưởng các sản phẩm mới. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng sinh lời của các sản phẩm thế hệ mới không cao. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin phần thứ hai của Giờ Cơ Sổ. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ trở lại với chương mục cổ phiếu trong ngày.